Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì ai cho biết mình là một seller bán hàng sách tay. Facebook của mình là Facebook bài hay gái. Còn không là các bạn vào cái bài của mình. Bài của mình là bài super gái. Nếu các bạn thì không ra cái Facebook vào cái bài thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào thì các bạn gửi hình cho mình. Mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái túi đó từ thương hiệu Gucci. Bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi này luôn nha. Và đây thì trên tay mình là cái box của Gucci. Thì cái em mình là phiên bản Marmon, phiên bản size mini. Size mini thì nó là 22 cm, còn nếu các bạn mua size small nó thì là size tầm khoảng 26 cm, và nó có thêm một phiên bản nữa là phiên bản X mini. X mini thì tầm khoảng 17-18 cm thôi, thì cái hộp của nó sẽ nhỏ hơn. Còn nếu mà cái bản mà Marmon phiên bản small thì nó sẽ to hơn mọi người ha. Rồi thì cách mở thì nó chỉ làm mở bên trong mình thôi ha. Đây, ở bên trong thì nó sẽ có những cái giấy gói của Gucci luôn. Thì cái này là của khách đó, mới mua lần đầu, thành ra là mình muốn để nguyên vẹn cho khách luôn, thành ra là mình sẽ lấy ra nhẹ nhàng hơn ha. Nó cũng có một cái bill gift của Harrods mọi người ha. Và đây nó cũng có một cái dust bag mọi người ha. Đây nè. Thì cái em này trước đó mình đã làm một cái phiên bản size mini, nhưng mà nó là cái phiên bản bằng chất liệu của nó là bằng vải mọi người, nó phối da. Còn hôm nay thì cái em này là phiên bản màu đen và nó là phiên bản da hết luôn mọi người. Thì cái bạn khách này thì bạn mua mình lần đầu tiên, và đây cũng là một cái túi mà mắc tiền nhất là bạn ấy mua đầu tiên luôn. Thành ra là bạn ấy cũng hơi kỹ một xíu, sẽ hỏi mình là về túi như thế nào, rồi chi tiết, rồi nó có bị chày xước gì hay không. Thì nói chung là tất cả các túi đều là mới, thì nói chung là xài nó sẽ rất là khó chày, các bạn hiểu không? Còn ví dụ như mà những cái hàng nào mà hàng xài rồi thì nó cũng chày và nó cũng cũ rồi. Và đây là cái cách mà mình đóng gói lại để cho nó hoàn thiện hơn ha, là khi mà mình giao cho các bạn đó. Và đây là cái phiên bản Marmon size mini, và đây là size 22. Theo mình thấy thì cái size 22 này nó cũng vừa thôi mọi người, nó cũng không có đến mức độ mà nhỏ quá và cũng không phải là to quá. Đối với mình nó cái em Marmon này mọi người, size 26 cũng đẹp và size 22 cũng đẹp luôn. Size X mini thì nó nhỏ thì để các bạn phối đồ thôi, chứ còn mà các bạn đựng đồ thì nó sẽ rất là khó. Còn như em này thì các bạn đựng đồ ok nè. Thì nói chung là tùy theo mỗi người nữa, ví dụ như các bạn cao quá các bạn xài được size 26, còn nếu mà các bạn không có cao thì các bạn nên mua size 22 thôi, hoặc là size nhỏ hơn. Chứ nếu mà 26 mà to quá thì các bạn xài thì nó sẽ bị lùn cái người mình đi á. Thì tất cả cái dây của nó đều là dây khóa cổ mọi người ha, khóa giả cổ hết mọi người nè. Trước thì cái là phiên bản mà bằng vải mọi người, là phiên bản cái logo này nó là logo bóng luôn. Logo bóng thì nói chung là nó sẽ rất là khó bảo quản. Ví dụ như mà mình vận chuyển về đi mà phiên bản mà khóa bóng đó, thì mình phải bọc nó lại luôn. Thành ra là những cái phiên bản dây khóa bóng này nè, sau này các bạn xài một thời gian các bạn móc lên móc xuống đó, nó cũng sẽ bị cũ đi. Thành ra là cái đó nó bảo quản rất là khó. Nhưng mà nếu mà các bạn mua đó, thì các bạn kiểu như là mình thoải mái hơn một xíu đi, chứ là vì đồ hiệu cái các bạn xài nó cũng sẽ hư, chứ nó không có bao giờ mà nó gọi là bất tử đâu mọi người. Ở mặt trước thì cái logo của nó là logo giả cổ, tại vì do cái đèn mọi người, đèn livestream nó chiếu vào nó sẽ bóng lên, cho nên ra là mình nhìn trong cái clip á mình thấy nó sẽ hơi bị bóng lên mọi người nè. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn kỹ lại thì nó sẽ là màu khóa cổ nha mọi người. Đó, thì nó cũng là phiên bản mà mình giống như là những cái họa tiết của cái túi trước đó mình làm màu hồng cũng có, và cái màu kia cũng có luôn mọi người ha. Đó, chắc mặt trước là bằng da hết mọi người nè. Và cái phần bên đây á, thì nó sẽ có một cái bọc này của hãng làm luôn, thì mình sẽ không có lấy ra. Thì cái khóa cổ của mọi người nè, đó, mình muốn để cho nó nguyên vẹn luôn, để mà khi mà khách nhận được cái mọi người nó sẽ mới hoàn toàn. Thì cái này á, nó sẽ có một cái miếng da nữa để các bạn xách đó. Các bạn có thể xách theo hai kiểu của mọi người. Một kiểu là các bạn nới dây dài ra, các bạn đeo bên hông bên chéo cũng được, hoặc là đeo nách cũng được của mọi người ha. Ở mặt sau thì nó sẽ có một cái hình trái tim đó mọi người thấy không? Lúc nào cũng có hình trái tim này. Nói chung một cái phiên bản này mọi người mình thấy là rất là hot luôn. Từ cái lúc mà những cái đợt năm đợt trước á, mà lúc mình chưa có bán hàng hiệu á, thì mình thấy Diệu Nhi đeo cái túi này nè mọi người nè. Thành ra là sau này á, nhiều người xài đồ hiệu rồi mọi người, người ta đi săn lùng cái túi này rất là nhiều luôn. Nhất là màu đen và cái màu mấy cái màu khác á mọi người, màu nâu á là hot nhất và giá rất là mắc luôn mọi người. Còn những cái phiên bản giống như là bằng vải này, hay là bằng da mà đợt trước á mọi người, mình bán giá rất là rẻ luôn, size 26 có 3 mấy triệu thôi. Còn cái em này là size 22 mà giá đến cả là 40 mấy triệu mọi người, nó không có rẻ đâu mọi người. Đó, và giá rất là cao luôn mọi người. Còn cái em này mọi người thì cái khóa cũng là khóa mở mọi người ha. Các bạn bấm ở dưới đây một cái, các bạn mở ra. Đó, ở đây nó cũng sẽ có một cái bằng nhựa nè, để khi mà các bạn ma sát vào nó sẽ không có bị chạy cái phần khóa này. Đó,
mặt khóa mọi người thấy không, nó vẫn còn mới mọi người nè. Đó, nói chung là mình rất là kỹ về cái em này luôn, tại vì do cái bạn khách này bạn nói mình, nói là khi mà mình nhận túi mà lỡ bị chày bị gì đó em trả lại, thì đúng, nếu mà mình nhận túi mà nó bị chày bị xước bị cũ thì mình chắc chắn là mình phải nhận là hàng lại, nhưng mà cái này nó là mới hoàn toàn, mình chỉ sợ khách là không có ưng ý cái túi thôi, chứ mình không có sợ là túi bị lỗi. Nếu mà túi lỗi thì mình sẵn sàng mình lấy lại và mình trả hàng trả tiền lại. Còn nếu còn có những trường hợp á, những khách á, khi mà nhận rồi á, tự nhiên kiểu như không thích nữa rồi phiên kiểu như là nói này nói kia. Có lúc hôm trước mình có bán một cái chiếc kính radar mọi người, thì khi mà giao tới khách, khách không có chịu và khách kiểu như là cố ý mọi người làm chày chày cái vết ở bên nè, lấy cái tay á, cà cà chày luôn và nói là kính chày và trả cho mình. Thì đó là tại do mình khi mà mình giao á thì mình cũng có chụp lại, nhưng mà vậy ta một cái bạn seller kia bạn không có chụp lại, thành ra là cũng hơi khó cho những cái bạn seller. Thì nói chung là khách cũng có người này người kia, chứ không phải là mình nói lúc nào khách cũng như vậy, thành ra là mình phải kỹ và mình phải nói cho khách hiểu hơn, để khách tránh cái trường hợp mà khách làm khó những seller như mình. Ví dụ như khi mình order về đi hay là mình lấy hàng về đi mà các bạn không lấy thì mình ôm hàng thì đó là cũng tội nghiệp cho mình đó. Ở bên trong thì nó sẽ có những cái giấy gói nè để cho các bạn giữ cái form túi á, các bạn không xài các bạn nhớ bỏ vào ha, hoặc là các bạn có một cái gói chống ẩm các bạn bỏ vào luôn để cho nó bảo quản cái da của mình tốt hơn, tại cái em này bằng da mọi người ha. Đây, ở bên trong thì nó cũng giống như những cái túi khác, nó là bằng da lộn. Cái này da lộn ở bên trong mọi người, nó là cái màu hơi sáng, thành ra là mọi người làm một cái lót form á, các bạn bỏ vào các bạn xài nó sẽ ok hơn. Chứ nhiều khi các bạn xài son phấn các bạn cầm cho điện thoại á, điện thoại dính son phấn các bạn bỏ vào đây á, nó bị dính cái màu rất là xấu. Thành ra là mọi người nên dùng cái lót form để sau này cái túi của mình nó sẽ mới hoài, và các bạn bán cũng có cái giá, nó cũng sẽ có cái giá trị hơn là cái túi bị cũ mọi người ha. Ở đây cũng có một cái ngăn này ngăn khá to, các bạn được những cái đồ nào mà nó quan trọng mọi người ha. Và đây là giấy gói của nó mọi người nè. Và ở ngay phần dưới này nó có một cái mã code nữa, các bạn cứ mở dưới mình các bạn coi thử ha. Thì nói chung là mình thấy cái size mà 22 mọi người nó cũng gọi là tương đối, gọi là vừa mọi người, vừa với lại những cái size mà châu Á của mình á. Thì mình thấy là cái này đeo, các bạn đeo bên hông cũng đẹp mặt đó, nói chung mình nó vừa người nè. Nhưng mà các bạn to cỡ như là cao cũng như mình đi, hay là 1m7 gì đi, thì các bạn nữ nên xài cái loại mà nó sẽ to hơn một xíu. To hơn một xíu thì nói chung là mang cũng ok, nhưng mà to hơn thì các bạn nên đeo bên hông đẹp hơn. Còn nếu mà các bạn đeo dài thì nhìn nó sẽ sao sao quá, nói chung mình thấy không có đẹp. Còn với cái em này các bạn đeo chéo cũng ok luôn, tại vì nó vừa mọi người, nó không có bị to quá. Còn cái thằng size 26 thì các bạn phải cực kỳ to con hoặc là cao luôn á, các bạn mới mang nó mới ok hơn ha. Thì cái đó thằng size 26 đó nó giống như là cái phiên bản Gucci Hotspot 1955 này đó. 1955 các bạn chỉ có đeo bên hông thôi. Còn nếu các bạn đeo chéo 1955 rất là xấu. Còn cái em mà mini 1955 thì đeo chéo lại được, mà đeo nắp thì lại không có đẹp. Thì hiện tại cái em này mình có nhiều màu lắm, màu hồng nè, màu này, cái màu da và một cái màu nâu mà nâu mới nữa mọi người. Thì giá cũng là 40 mấy triệu. Nếu mà các bạn kiểu như là mình không thích những màu đó, các bạn thích màu sáng hơn, hay là các bạn thích màu bằng vải á, các bạn mua những cái phiên bản mình sẽ gửi hình cho các bạn sau. Nếu các bạn thích các bạn inbox cho mình đây, mình sẽ gửi hình cho các bạn. Giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 30 mấy triệu thôi. Nói chung là những cái em đó là phiên bản đời trước rồi, mua trước rồi, thật ra nó sẽ rẻ hơn. Và tới bây giờ thì kiểu như là những cái màu nó hơi sặc sỡ, thành ra là ít người chuộng, đa số ai cũng chọn màu đen và những cái màu mới. Thành ra là màu đen này khi các bạn mua là mình mua toàn là phiên bản 2022 không à. Thành ra là cái giá bây giờ nó đang là 40 mấy triệu rồi. Cho nên thành ra là các bạn thích những cái mẫu kia thì các bạn mua vẫn ok hơn ha. Nó cũng có những cái phiên bản khóa bóng và cái khóa giả cổ cũng có luôn. Giá rất là rẻ. Thì cái em đó nó chỉ có cái dust bag và cái bill thôi. Còn cái em này là phiên bản mới, thì bây giờ Gucci thì phải cần có box nè, có đầy đủ. Nhưng mà phiên bản kia thì không có, nhưng mà chắc chắn 100% vẫn là authentic mọi người ha. Thì nếu mà mọi người thích cái túi này, mọi người nhớ cho inbox cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Nếu mà mọi người thích cái video này, nếu mà mọi người thích cái túi này, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm chuông thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình. Nhớ cho mình một tim ở TikTok. Rồi, bye bye nha mọi người.